Thưa quý vị, một tín hiệu khả quan đầu năm đối với thành phố là kinh tế quý 1 năm 2023 của Đà Nẵng tăng trưởng trên 7% so với cùng kỳ năm 2022. Đà phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch kéo theo các lĩnh vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng cùng tăng trưởng trở thành trụ đỡ chính cho nền kinh tế thành phố. Tuy nhiên, khu vực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng khu vực này được dự báo sẽ tốt hơn trong quý 2. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, kinh tế của thành phố trong quý 1 năm 2023 đạt hơn 30.700 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với quý 1 năm 2022. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ đạt giá trị tăng hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm 70,5% toàn nền kinh tế. Kinh tế quý 1 của Đà Nẵng tăng trưởng khá là nhờ đà phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch, kéo theo các lĩnh vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng cùng tăng trưởng. Cái cơ cấu kinh tế Đà Nẵng thì nó tăng trưởng chịu rất áp lực rất lớn từ du lịch và thương mại. Nếu khi du lịch mở cửa ra, thương mại bùng lên thì kinh tế tăng lên ngay. Kích cầu thì kích cầu thị trường nội địa, thương mại du lịch vẫn là chính. Thì vừa góc độ tổng cầu lại vừa là góc độ tổng cung ở cái mảng cả hai cái này rất là quan trọng. Trong khi đó, hoạt động xuất nhập khẩu tại Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm trong quý 1 năm nay, khi tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm đạt 662 triệu đô la Mỹ, giảm gần 17% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 10%, nhập khẩu giảm 26%. Điều này cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung của các thị trường đối tác. Bên cạnh đó, qua điều tra xu hướng kinh doanh của một số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khoảng 50% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Tuy nhiên, tình hình sẽ tốt hơn trong quý 2 năm 2023. Cái thời khó khăn này thì chúng tôi đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và chúng tôi có những khách hàng truyền thống và chúng tôi có một đội ngũ làm thị trường rất tốt. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi vẫn đảm bảo được cái đơn hàng cho toàn thể gần 12.000 cán bộ công nhân viên làm việc. Và có thể nói đến thời điểm này thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ đơn hàng cho cả năm 2023. Năm 2023, công tác xúc tiến thương mại được xác định là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, muốn tận dụng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp phải chủ động có chiến lược và đa dạng hóa sản phẩm. Đối với VCI thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp và cũng tích cực tham gia các cái hoạt động hỗ trợ trong cái lĩnh vực sản xuất của thành phố tổ chức, và chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc là nâng cao cái năng lực cho các cái doanh nghiệp này, đặc biệt là cái năng lực quản trị. Và bên cạnh đó là chúng tôi sẽ tập trung phổ biến các cái FTA thế hệ mới, cũng như tư vấn cho các cái doanh nghiệp trong cái tiếp cận các thị trường mà chúng ta có những cái FTA thế hệ mới mà doanh nghiệp ở các khu vực khác đang khai thác rất tốt cái việc này để đẩy mạnh cái hoạt động. Bên cạnh những tín hiệu tích cực được dự báo cho khu vực sản xuất và xuất khẩu, thì thành phố Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng mở rộng các ngành dịch vụ và một số lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đây được xem là trụ đỡ chính cho nền kinh tế Đà Nẵng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.